Hello anh em, chúng tất cả anh em đến trên đồng hồ mình nha. Hôm nay mình sẽ cùng nhau chơi con tướng mới ở cái phiên bản mới này nha anh em nha. Cái con tướng Pugnana này này. Hiện nay mình sẽ cho nó đến cái phong cách siêu to khổng lồ. Mình sẽ cố gắng nâng cấp cho cái vũ khí của nó lên siêu to khổng lồ anh em nha. Mình sẽ chỉ sử dụng vũ khí của nó thôi. Anh em thấy vũ khí nó to chưa? Kinh thật sự luôn. Thôi bây giờ mình chơi phong cách đứng một chỗ đi cho nó đỡ mệt. Đi lại nhiều mệt lắm anh em ạ. Tăng số lượng lên này. Một tí học một cái bất tử nữa. Tầm này chắc quái cũng không vào được đâu anh em ạ. Hơi buồn quái tầm này cũng chắc cũng không vào được ấy. Thôi mình cứ đứng một chỗ mình đi loanh quanh đi. Đây rồi, có cái nâng cấp gì rồi. Tuyệt, con nhà bà vời luôn. Nay thì còn gì bằng. Thì đợi nó lên cấp là mình xem cái vòng xoáy của nó như nào nhá. Cooldown các kiểu, tốc độ, quay nữa. Nãy giờ farm lên là hơi thấp ấy, hơi chậm. Mà từ nãy giờ mình để ý mãi chưa thấy con bot nó xuất hiện nhỉ anh em nhỉ? Cái con bot bot thứ hai này. Thằng kia mãi chưa xuất hiện. Bực thật đấy. Lâu ghê. Chưa được test quả vũ khí siêu to khổng lồ này. Đây rồi. Mã thấy xuất hiện rồi. Gì phát triển luôn. Tầm này bạn hơi yếu nha. Này vẫn còn đợi rất lâu nữa mới nâng cấp được vũ khí anh em ơi. Xem hai cái vũ khí này của mình nào. Này có 8 hết rồi này. Thank you.
quái nó ra hơi bèo nhèo, chắc tí mình phải ra mình chỉnh lại tỷ lệ quái này, nó ra hơi bèo anh em ạ. Quái này ra hơi chậm, là mình lên level chậm quá, không thì mình chỉnh cái tỷ lệ tăng level nó cao hơn đấy. Bỏ hết vũ khí đi, loại bỏ hết vũ khí. Cái con này nó chưa cho nâng cấp à? Mấy cái con tướng đầu game này nó củi, nó chưa cho nâng cấp anh em ạ. Chán thật đấy. Cho xin cái nâng cấp cái coi để người ta chơi bời cái. Rồi bây giờ phải đợi tướng à, đợi quái xa, đợi mấy cái con quái con dương ấy, mệt thật. Này chắc phải đợi đến phút thứ 10 rồi anh em ạ. Đợi đến phút thứ 10 có cái dương xịn thì mới nâng cấp được cái vũ khí. Có cái con bút to to ấy. Mình tính làm nhanh nhanh nhưng mà cũng phải đợi lâu thật. Xem cái quả nó vũ khí, cái ống mút nó quay siêu to khổng lồ như nào.
Đây rồi. Chờ đợi mãi mới thấy con boss xuất hiện. Hãy cho ta sức mạnh để nâng cấp tiến hóa vũ khí. Ống hút tử thần, ống hút kỳ diệu. Đây rồi, chết. Vẫn chưa chết này. Đang hơi bé. Nâng cấp đi. Ơ. Đùa nhau à? Rõ ràng là cái hai cái này với cái này là nâng cấp mà. Sao bây giờ nó không cho nâng cấp à? Cả cái con cây đấy mà bây giờ mình không nâng cấp được á? Đùa anh em ạ. Này thì ống hút của mình. Ống hút của mình đâu? Game lag rồi. Người ta là người chơi chân chính mà tự dưng game lại lag à? Đùa thật sự luôn. Cứ hiểu kiểu gì luôn đấy anh em ơi. Không cho nâng cấp ư? Hay nó thấy mình mạnh quá rồi? Thử nó có bốt được không được thì thôi nha. Thì chắc là mình sẽ hẹn anh em ở một cái clip khác. Nhưng nó có vẻ có cái vấn đề gì đó rồi. Nâng cấp nào. Đấy, phải thế. Giờ cái dương này mới được nâng cấp anh em ạ. Xem nào. Xem. Wow. Đẹp thế nhờ. Wow. Quả này đẹp đấy anh em ơi. Đấy, rõ ràng là không phải là do cái vấn đề anh em ạ, sao là do mình xui. Đấy, bây giờ ông hút nó lên đẹp thế này cơ mà. Nhấp nháy này mà. Rồi phải đi ăn thêm một cái dương, thế thì bây giờ mình đi ăn thêm một cái sách cooldown đi. Sách cooldown nữa là nó sẽ nâng cấp đấy anh em ạ. Anh em đợi mình chút nha. Sẽ chạy sang đây để xem nó vòng xoáy nó như nào. Nó xoáy xuyết nó mới đẹp, hoàn thiện. Chứ cứ nó nhấp nháy tín hiệu SOS như này thì cũng không hay. Nó phải xoáy xoáy cơ. Đây rồi, sách đây rồi. Hi hi, a hi hi. Nâng cấp nào.
Rồi, xoáy này anh em, úi xui đẹp nhờ. Xanh lét anh em ạ. Đấy, nhiệm vụ hoàn thành. Mission complete. Yeah yeah. Yeah yeah yeah. Được anh em. Cũng đẹp đấy, hấp dẫn. Như này thì mình nghĩ chắc là tồn tại đến phút 30 rất là dễ thôi. Chủ yếu là mình làm cái clip này để cho anh em nhìn thấy cái vẻ đẹp mà tiềm ẩn, tiềm tàng của cái ống hút này khi nó ở cái trạng thái siêu to. Hoàn toàn nó có thể lên trạng thái tràn viền anh em, trạng thái full màn hình ấy. Nhưng mà thôi mình cứ giữ ở trạng thái này cho đẹp nha. Xoay xoay như này nó mới thích. Đấy, rất là đẹp anh em ạ. Nhìn rất là hấp dẫn. Nên là nếu anh em thấy hay thì có thể cho mình xin một like, đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để mình luôn cập nhật những tin tức mới về con game Vampire Survival cho anh em nha. Thế thôi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye.